Thưa quý vị, chiều hôm qua 29 tháng 4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu có buổi làm việc với Ban giám đốc Sở Xây dựng về công tác lập quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ngành hữu quan. Sở Xây dựng báo cáo, việc thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được tiến hành theo đúng tiến độ. Đơn vị đã tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết chủ trương di dời trung tâm hành chính thành phố Cần Thơ về khu trung tâm văn hóa Tây Đô với tên gọi trung tâm hành chính văn hóa Tây Đô. Hoàn chỉnh hồ sơ lập quy hoạch và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2045, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Sở Xây dựng cũng đã rà soát 11 vị trí quy hoạch xây dựng khu tái định cư mới với tổng diện tích khoảng 235 ha. Tương ứng với khoảng 12.060 nền tái định cư đã được thành phố thông qua. Theo chỉ đạo của thành ủy, sở cũng nghiên cứu đề xuất thêm 5 vị trí làm khu tái định cư với tổng diện tích 914 ha. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh việc xây dựng sớm các khu tái định cư là hết sức cần thiết nhằm giải quyết nhanh chóng công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Đối với việc xây dựng trung tâm hành chính văn hóa Tây Đô, cần rà soát các yếu tố về pháp lý, xúc tiến đền bù giải tỏa, tạo mặt bằng sạch để sớm tiến hành xây dựng, đảm bảo phục vụ công tác được thuận lợi, hiện đại. Sở Xây dựng cũng cần xúc tiến thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung của ngành xây dựng, quy hoạch phân khu các quận và quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm hành chính văn hóa Tây Đô, tiến tới định hình xây dựng hạ tầng giao thông, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố định vị các trụ sở của sở ngành để lập dự án xây dựng.